Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn nha. À, ngày hôm nay thì Hân sẽ dẫn anh chị và các bạn đi xem, đi thăm cái ao của chú Sơn, ao tôm OBS. À, ngày hôm nay 39 ngày xem tôm nó phát triển ra sao trong cái mùa mưa vừa qua. Thì 39 ngày đã có tới hơn 30 ngày là mưa nó dập xuống cái ao này. À, cái khu nuôi của chú nó bị mưa rất là nhiều từ khi mới thả. À, và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tôm nhá. À, gan ruột rất là đẹp. Vâng, tôm có hơi so le nhẹ tại vì cái mật độ ở dưới cái ao này nó quá dày. 340.000 chú thả thì nó khuyến mãi 100% là ra 680.000. Gan ruột thì rất là đẹp. Và chúng ta sẽ qua cái nhá bên đây xem tôm nó tốt hơn hay không nha. Màu nước ngày hôm nay nó hơi xanh một chút thì Hưng có tư vấn cho chú cắt cái tảo này đi rồi. Bằng cái sản phẩm BBT và drop số 35. Vâng, thì tôm bên đây cũng rất là tuyệt vời. Vâng, gan ruột rất là đều, rõ ràng. À, tôm rất là lanh. Ngày hôm nay là nguyên cái khu nuôi của chú là ăn được 150kg nha anh chị và các bạn. Đó, thì cái khu nuôi của chú hiện tại là hai ao. Ao này vừa mới sang ngày hôm qua qua cái ao bên kia. Đó, là qua sang qua bên đó là 240.000. Thì đó, cái ao bên đó đó, thì sang qua đó 240.000. Thì hai cái ao này ngày hôm nay ăn được 150kg. Vâng, màu nước nó hơi xanh một chút nhưng không sao. Thì ở đây trước đây chú dèo ở cái ao 300m khối. Và cái ao đó chú đánh sẽ hơi cua là sáng chai tối chai, ngày nào cũng như ngày nấy. Cho nên là cái bí quyết này nó sẽ đã giúp cho cái bầy tôm của chú vượt qua được cái mùa mưa và phát triển rất là tốt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái ao ở bên đây. Cái ao mới sang ngày hôm qua là 38 ngày thì chú sang qua là được 300 con này nha anh chị và các bạn. 39 ngày 300 con về lớn. Đó, tôm ở bên đây thì xem chúng ta cùng xem nó như thế nào nhá. Vâng, quá tuyệt vời luôn, tôm bên đây nó lớn hơn bên kia luôn, đều hơn, gan ruột tốt hơn. Vâng, rất là tuyệt vời. Vâng, thì đó là tình hình chung của cái khu nuôi của chú. Thì tất cả chị các bạn cần hỗ trợ về kỹ thuật cũng như là giống OBS, thì cũng như tất cả những cái sản phẩm của công ty, có thể liên hệ với Hân qua số điện thoại 0975825292. Hân xin cảm ơn và chào tạm biệt. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và làm việc thật là thành công.